chí, kính thưa ban lãnh đạo hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo hội sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh và các thành viên câu lạc bộ bonsai Kinh Bắc 99 thân mến, về dự với tiệc tất niên của câu lạc bộ Kinh Bắc bonsai 99 ngày hôm nay, về phía tỉnh hội có hai cán bộ văn phòng tỉnh hội về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía ban chấp hành hội sinh vật cảnh thành phố, ông Nguyễn Văn Vị, chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh, xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Nguyễn Xuân Thị, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh, chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm hội sinh vật cảnh phường Võ Cường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Nguyễn Ngọc Tân, chủ nhiệm hội sinh vật cảnh phường Hàm Ninh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây tôi xin trân trọng kính mời anh Tiến Tạo, chủ nhiệm câu lạc bộ Kinh Bắc bonsai 99 nên có đôi lời tổng kết phong trào của câu lạc bộ trong năm 2023. Xin trân trọng kính mời anh. Lời đầu tiên xin cảm ơn MC em Trang đã cho tôi được tiếp lời để chúng ta tổng kết chương trình tiệc cuối năm 2023. Thì tôi xin tổng kết tóm tắt lại cái chúng ta đã làm được và những cái gì chúng ta chưa làm được. Sau đó thì chúng ta tiến hành vào dùng tiệc, đúng không ạ? Thưa hai lãnh đạo văn phòng tỉnh hội, thưa ban chấp hành ban chủ nhiệm thành phố hội sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh, đầu tiên tôi xin gửi tới lời cảm ơn đến các ban lãnh đạo tỉnh hội và thành phố. Sự hiện diện của quý vị đã mang đến sự động viên và khích lệ lớn cho chúng tôi. Đây là một dịp quý giá để chúng tôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Xin mọi người cho tôi xin chào vào đây ạ. Anh em tập trung vào đây một chút ạ. Tại vì khi tôi nghỉ gái tôi xin hello gái mọi người cho chào vào tay được không ạ? Đừng tập trung vào rót rượu, tí nữa thì đến tập trung rót rượu ạ. Năm vừa qua, báo cáo các ban lãnh đạo là mấy anh em, năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến những thành tựu đáng kể của câu lạc bộ. Ví dụ như chúng ta đã ra mắt được câu lạc bộ thành công tốt đẹp ạ. Đấy là đầu năm cũng tròn tầm này gần như một năm rồi. Cái thứ hai nữa là tổ chức trưng bày triển lãm tại đình đền Điều Sơn, phường Thị Cầu cũng diễn ra tốt đẹp và tất cả mọi sự như ý, không có chuyện vấn đề gì xảy qua. Và hàng tuần thì anh em hàng tuần và thứ sáu hàng tuần hoặc hàng tháng thì anh em ta vẫn duy trì được buổi họp để chúng ta giao lưu thẩm cây và chia sẻ, có thể từ những cái buổi đó chúng ta học hỏi và nâng cao được những cái kiến thức cho nghệ thuật cây cảnh nên khá là nhiều. Điều đáng tự hào hơn là sự đoàn kết của anh em, báo cáo với cả ban lãnh đạo thành phố tỉnh hội là trước đây chúng tôi bắt đầu thành lập thì có 16 thành viên, sau đó thêm một thành viên nữa 17, và vừa rồi chúng tôi lại thành lập thêm được 3 thành viên nữa là tròn 20 thành viên ạ. Câu lạc bộ Kinh Bắc bonsai 99 chúng ta xây dựng một môi trường với phương châm xây dựng một môi trường thân thiện và nhiệt huyết, nơi mỗi thành viên có thể thể hiện và phát triển về cá nhân mình, sự hợp tác và chia sẻ kiến thức để giúp chúng ta tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì chúng ta vẫn nhận thấy rằng có rất nhiều cái bất cập trong câu lạc bộ. Giả sử như mỗi khi chúng ta họp, đôi khi có nhiều các thành viên mỗi người một ý,
nhất là trong những cái công việc tổ chức ở trong câu lạc bộ, ví dụ như triển lãm, là đôi khi anh em một số anh em chưa được nhiệt huyết cho lắm. Cái thứ hai nữa là những cái việc đi dự triển lãm là chúng ta chưa phân công được, vẫn là có anh em phải đi nhiều quá, có anh em phải chưa đi lần nào. Thì cái này là trong những cái mà chúng ta cũng cần rút kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau đưa câu lạc bộ một ngày một phát triển và tự đoàn kết hơn. Với tinh thần đoàn kết và cống hiến của mọi người, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được những mục tiêu cao hơn trong năm mới. Chúng ta hãy tiếp tục và xây dựng và phát triển câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99 thành một địa điểm giao lưu và học hỏi, truyền cảm hứng cho những người yêu cây bonsai không những trong thành phố mà trong tỉnh Bắc Ninh. Xa hơn nữa thì mình không dám nói, thì cũng cứ mong rằng là từ trong thành phố đến trong tỉnh Bắc Ninh như vậy. Cuối cùng, xin chúc mừng năm mới đến cái buổi tất niên với tất cả mọi người. Chúc năm mới niềm vui, thành công và sức khỏe. Hãy cùng nhau tiếp sức tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp và lan tỏa tình yêu bonsai đến mọi người. Thay mặt cho câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã đến và tham dự buổi tất niên của câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99 ngày hôm nay ạ. Xin phép hết ạ. Và bây giờ thì đến tiết mục mà chúng ta